Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kiến thức pháp luật của Luật Việt Nam với những thông tin pháp luật hữu ích liên quan đến nhiều đối tượng. Và sau đây là nội dung chính của video ngày hôm nay. Chứng minh nhân dân hay căn cước công dân là loại giấy tờ mà người dân Việt Nam nào cũng có khi đến tuổi quy định. Tuy nhiên, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước công dân không giống với chứng minh nhân dân, nên mọi người cần đặc biệt chú ý để tránh trường hợp hết hạn gây khó khăn trong khi thực hiện giao dịch hoặc các vấn đề có liên quan đến chứng minh nhân dân. Nếu trước đây chứng minh nhân dân có thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp, cấp đổi, cấp lại, thì căn cước công dân có thời hạn sử dụng theo độ tuổi. Cụ thể, tại khoản 1, điều 21 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định, thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Đối chiếu với khoản 1 điều 19 luật này, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân, sau đó sẽ phải làm thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi. Như vậy, có 3 mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Đồng thời, mặt trước của thẻ căn cước công dân có ghi thời hạn sử dụng. Mọi người cần lưu ý thông tin này trên thẻ để tránh trường hợp căn cước công dân hết hạn mà không biết. Thêm một thông tin quan trọng mọi người cần được biết, đó là theo quy định tại khoản 2 điều 21 Luật Căn cước công dân thì căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Như đã nêu ở trên, có 3 mốc tuổi đổi thẻ căn cước công dân và ở mốc đổi thẻ vào năm đủ 60 tuổi thì thẻ căn cước công dân sẽ được sử dụng đến khi mất và không phải cấp đổi thêm lần nào nữa, trừ trường hợp bị mất, bị hỏng. Theo đó, nếu căn cước công dân đã được cấp, đổi, cấp lại trong 2 năm trước khi người này đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi, tức là trong vòng 2 năm từ khi đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi, đủ 58 tuổi, thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Ví dụ, Nguyễn Văn A sinh ngày 16 tháng 8, 2000, được cấp hoặc đổi cấp lại thẻ căn cước công dân vào ngày 16 tháng 8, 2023, đủ 23 tuổi. Vậy, đến khi đủ 40 tuổi, A mới phải đi đổi thẻ căn cước công dân. Trường hợp cấp hoặc đổi cấp lại thẻ căn cước công dân trước khi đủ 23 tuổi, A sẽ phải đổi lại thẻ khi đủ 25 tuổi. Lưu ý, chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 1, 2016, vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn, tức là 15 năm kể từ ngày cấp, đổi, cấp lại. Không bắt buộc đổi chứng minh nhân dân còn thời hạn sang thẻ căn cước công dân nếu không có nhu cầu. Tính đến nay, có 16 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai cấp thẻ căn cước công dân. Ở những tỉnh, thành phố này, mọi trường hợp cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân sẽ được cấp mới thẻ căn cước công dân. Vậy, người dân không đổi căn cước công dân khi đến tuổi có bị phạt tiền không? Trước đây, tại Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ, người nào không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, Luật Căn cước công dân ra đời sau khi nghị định này được ban hành nên không có quy định xử phạt nếu vi phạm quy định về cấp lại, đổi căn cước công dân. Dẫu vậy, nếu đến tuổi mà không đi đổi thẻ căn cước công dân, người dân sẽ gặp khó khăn khi thực hiện những giao dịch liên quan đến căn cước công dân như đi máy bay, làm việc với ngân hàng, ký hợp đồng mua bán nhà đất, đăng ký kết hôn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luetvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!